Anh em, hôm nay buổi sáng nay mình làm một cái clip để chia sẻ với anh em về cái kỹ thuật uống vô dây. Thì cái này không thể nào mà cầm máy vừa làm cho quý anh em được. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái hình ảnh trên những cây mà mình đã làm. Thì đây là người em người ta nhờ mình làm clip để hướng dẫn người em người ta làm. Thì bởi vì cách làm này mỗi người mỗi khác, hoặc là một số anh em kinh nghiệm nó khác thì làm thì tay chi nó không giống ai hết, thì riêng cái kinh nghiệm mình thì biết sao chia sẻ vậy, còn số anh em xem thì có gì không đúng thì bỏ qua ha, không mình nói bình luận mấy ông này ông nói thế này ông này ông nói thế kia mệt lắm ha, mình chia sẻ kinh nghiệm của mình ha, còn kinh nghiệm của số anh em thì mình thấy hay thì mình nghe theo, còn mình không thấy hay thì thôi ha, mình khỏi nghe. Đặc biệt là một số cái dòng hoa châu này ha, nó có những cái thứ nhất mình hiểu về đặc điểm và cái giống như là cái sinh lý phát triển của nó anh em, thì cái dòng này dê nó rất là khô, nó mỏng mà nó rất là khô đấy, và mạch nó thì tất cả các cây đều mạch dẫn thẳng lên trên đây, đặc biệt là những cái phôi, nếu những cái phôi mà nó rút cái đọt cho đây này quý anh em, nó rút rồi thì lúc này là một cái mặt cắt nó tóm vô đây và nó nuôi một cái chi chủ đây, thì như vậy thì cái cây của chúng ta nó sẽ không bị chết nửa da anh em ha, bởi vì mạch chẳng thẳng nó sẽ tóm hết, nó sẽ nuôi hết. Còn nếu bây giờ những cái cây mà gốc mà cắt lớn như thế này nè, tại sao mà cắt lớn như thế này nè, thì người ta lại phải đi thêm 1-2 tay nữa, đó là mục đích của người ta là dẫn mạch lên nó nuôi. Anh em mà cắt cái chỗ đây nè, là cái chỗ đây nó bỏ, cái chỗ đây nó chết xuống dưới đây nó khô, nó tạo ra mặt những cái bạc lũa hư không liền được, ví dụ vậy đấy. Nên người ta cũng khôn lắm, người ta cũng biết hết đó, người ta không phải là người ta không ngu, người ta làm cái cây người ta không cắt, người ta lại để nhánh nó, đôi lúc người ta phải chấp nhận để cái nhánh nó chứ cắt đây là nó chết, nó hư uổng anh em ha, nó khổ là khổ chỗ đó. Những cái gốc lớn là như vậy đó, mạch là mạch chẩn thẳng anh em, mà để là phải để cho điều những mạch, nghĩa là bên này có mạch, bên này có mạch, bên này có mạch, cái cây nhánh sống thì lúc này là nó sẽ dẫn sống đều hết anh em, mà bên này không thì bên này nó không có, nó sẽ bỏ khô phần này hết xuống tới thân luôn. Đó là cái đặc điểm đầu tiên về cái cây hoa châu, phải hiểu được nó mới làm được nó đấy, không chưa hiểu là không làm được đâu. Rồi ví dụ ha anh em ha, ví dụ như muốn cái, sau đó mình sẽ chia sẻ uống sau, muốn cái mạch này nó phát triển được, cái rễ này nó to lên thì buộc phải nuôi dưỡng, nó nứt ra một cái nhánh như thế này buộc phải nuôi ha, không mình sẽ tìm một cái nhánh nào ra chỗ này ha, mình nuôi cái nhánh này thì cái mạch này nó sẽ dẫn thẳng lên này anh em ha, rồi chỗ nào không có mạch thì nó sẽ bỏ và chết nha quý anh em, khó lắm chứ không phải dễ như quý anh em mình đâu anh em ha, anh em nghĩ đâu biết chỗ này nó bỏ cái chỗ này chưa, nó điên thui đây không biết nó có bỏ hay không nè anh em ha, chỗ này là một chút xíu lũa của rừng, mình không biết là nó có bỏ hay không, chưa kiểm tra. Một cái phôi như thế này là phôi chân rễ, chắc chắn chỗ này sẽ có những cái chỗ đã bỏ anh em ha, đây lột dây đó đây coi anh em ha, thấy những cái dây xanh hết không, không có bỏ nha quý em, nó xanh hết nè, thấy chưa, xanh hết, có lên cho đây một chút không biết có bỏ hay không, mình cũng chưa kiểm tra nữa nên chưa có nói kỹ anh em ha, này lột vỏ luôn, cho đây chắc chắn là chết cho đây một chút rồi đó. Đó là những cái mạch dẫn thẳng mà nuôi cỡ đấy rồi mà chết là chết cho quý em, không đùa đâu đó. Đây nên là một cái chân rễ quá như thế này nó nuôi như thế này thì bắt đầu bây giờ mình vô thiếp mình làm tại trang cây canh, thì đến một cái mức độ là cái thân đó. Đây, anh em tưởng tượng là bằng cái đầu của chiếc đũa thì chúng ta tiến hành vô thiếp, chúng ta không được để lớn quá, không được để nhỏ quá, lớn quá chúng ta uống không được, để chóp nó gãy, nhỏ với nó non chúng ta uống thì vô là bắt đầu nó cầm lại nó khó lớn hơn nữa anh em ha. Đấy, cỡ đây là uống không được nè, uống vẫn được những cái tay cành nhỏ thôi, nhưng mà những cái tay cành chủ là chúng ta uống là vô thiếp nó khự, hoặc là cỡ đây chúng ta uống cũng được thôi, nhưng mà nếu mà người ta để thường người ta để cỡ đây với cái này anh em ha, bằng lớn hơn chiếc tâm giang chút và lớn bằng cái đầu đũa đấy ta uống. Thì khi chúng ta trong quá trình chúng ta vô thiếp thì chúng ta vô như thế này, chúng ta vô nới với đem nới nè, chúng ta chịu xấu chúng ta vô nới, chứ nếu chúng ta vô đẹp chúng ta quấn theo cái kiểu đẹp như là sao rồi đó thì lúc này là nó sẽ mau riết cái thân và mau mở đó với anh em ha, mau riết và mau mở cỡ tháng là phải mở liền anh em ha. Còn như cái thế này thì anh em để cho nó lớn nữa, nó có cái độ lớn ha. Rồi sau đó ví dụ như chúng ta uống tới này, cách khoảng một tháng sau chúng ta tiến hành chúng ta bị thêm chút nữa này, bị lần lần xuống nó không có gãy, cho anh em một lần mà làm luôn á là coi cho nó gãy, anh em nó chớp nó gãy, đối với những anh em làm không quen, còn những anh em ta làm quen rồi thì người ta một lần làm luôn vẫn xong nha quý anh em đó. Thì đấy mình chia sẻ cho những anh em không biết, chứ không phải chia sẻ cho những anh biết rồi thì nói chi
Rồi bắt đầu khi trong quá trình chúng ta, ví dụ như chúng ta nuôi cái mạch dẫn này, chúng ta uống, ví dụ như chúng ta chọn mạch này chủ đi, chắc chắn cái mạch này mình uống sẽ chủ rồi, thì mình sẽ cắt bỏ hết những mạch xung quanh. Nhưng mà trước khi làm điều đó thì chúng ta uống cái ong này xong đã, chúng ta phải làm cái ong này xong đã, rồi chúng ta mới tiến hành chúng ta cắt bỏ những cái ong thừa sau. Chứ nếu chúng ta vô tình, chúng ta có nhiều anh em đang biết là cắt trước cuối cùng nhánh này nó gãy tuốt rồi ha, nó không có nhánh thế vô, nó mệt lắm nha quý anh em ha. Cái nhánh này nó gãy cái là nó bỏ luôn, trong khi mấy nhánh nó còn sống thì anh em phải buộc phải cắt nuôi lại từ đầu, khó lắm. Thì đó là những khi chúng ta kinh nghiệm đó, nói ra là chúng ta làm cái cây xong rồi chúng ta phải chừa cái nhánh lại, chừa là chúng ta chừa hậu ha, chừa hậu chừa cửa anh em. Rồi khi mà chúng ta làm xong rồi thì chúng ta uống, thì theo cái chiều là thuận kim đồng hồ, nghĩa là uống từ bên trái đi qua bên phải ha. Chúng ta uống chúng ta uống là từ phải qua trái anh em ha, từ phải qua trái. Một số anh em uống ngược là từ trái qua phải thì nó ngược anh em, nó ngược cái cây ha, nó ngược cái cây khó sửa lắm ha. Mình sẽ có một số cây anh em ta uống ngược, thì anh em lưu ý ha, uống phải uống theo cái chiều từ phải qua trái anh em uống xuống đó, chúng ta đưa theo chỗ người uống. Đây tại sao quấn cái gọng thép nó hơi xấu một chút, nó xấu lắm quý anh em, nó quấn nó xấu, nó nơi nó không có được hít vào nhau anh em ha. Nhưng mà có nghĩa là nó giữ cái cây này nè, nó giữ cái độ lớn của cây, nên là có lúc là 6-7 tháng đến có lúc là 8 tháng 9 tháng mình mới mở kẽm. Chứ vườn nhiều mà anh em uống quấn riết chặt quá thì anh em dễ bể ha, nó ngược lại là dễ bể, dễ làm những cái công đoạn uống lượng. Nhưng mà bù lại là chúng ta mở kiểm thường xuyên, không mở riết cái cây đó, ồ nó khô nó bỏ tay chi chẳng hạn, mệt lắm. Thì đối với vườn lớn thì người ta sẽ làm theo cách này, đối với anh em vườn nhỏ thì chúng ta sẽ làm theo cách thứ hai là chúng ta uống quấn cho nó riết vào nhau nhiều lớp và chúng ta dễ bể hơn. Đấy thì nhớ vậy, hai cái cách làm cái cây nó như vậy đấy. Mình làm thì theo một cái khuôn mẫu và một cái kinh nghiệm mình làm ở trong đó thì mình chia sẻ anh em mình tiếp thu. Đó. Như cây này cũng vậy anh em ha, làm thì mình làm từ từng giai đoạn một anh em ha, không có nôn vòi được. Chúng ta nếu đặc biệt chúng ta nôn vòi chúng ta làm thì nó sẽ hư cây hết quý anh em ha. Đó rồi, và đến khi này chúng ta làm được, đối với cái mùa thời gian mùa, đặc biệt anh em ngoài Bắc thì nó chỉ có là khoảng thời gian khoảng 6-7 tháng là thời tiết đẹp thôi, thì anh em nên làm từ sau khi ăn Tết xong đến lúc mà hè, và đến cuối hè thì anh em không làm nữa, bởi vì thời gian đó dần để cho cây nó có lực và nó sẽ chuẩn bị qua mùa vụ đông. Còn trong Nam mình thì mình làm vô tư, chỉ có mùa mưa mùa lạnh thì hạn chế làm thôi quý anh em, mùa lạnh mà gió nhiều hạn chế làm để cho nó có lực để nó nuôi cái cây anh em ha, nó dưỡng cái cây. Làm quá là nó suy cây, nó đôi lúc nó nuôi không kịp á, nó tức nó bỏ những cái cành này anh em ha. Đó rồi, và cái anh em hỏi thêm khi vô thép xong rồi có nên lặt lá hay không, cái này thì nhiều anh em mắc phải nè. Có nghĩa là khi anh em vô thép mà đặc biệt cây hải châu dê nó khô, anh em mà lặt lá của nó thì cái những cái nhánh hải châu đó là tỷ lệ bỏ của nó hầu như 40%, có lúc nó bỏ 50-60%, có lúc nó bỏ 10-20% tùy theo anh em uống cái độ lực của anh em ép vô cây nó. Nó này anh em thấy mình bị cái cây này rất là dịu anh em ha. Anh em ha. Bị rất là dịu dàng. Ha, hay không nhánh bị không sợ gãy cho dịu. Đó thì anh em không nên lặt lá như thế này. Nếu chúng ta có lặt thì chúng ta lặt trên một cái cành như thế này, chúng ta xin lặt chúng ta chừa là 50% lá và 50% không lá, thì đó chúng ta làm tại cành. Bởi vì anh em để lá nhìn nó làm nó rối, đối với một số anh em mới tập chơi nhìn làm nó rối lắm, không hình dung được form của cây. Nó buộc phải lặt lá. Ha. Lặt như thế này, lặt tỷ lệ 50% lá, lặt mình đâu ra 50% thì chúng ta sẽ làm nó không bỏ tay chi, nó không bị khô. Đấy, vì dê nó khô. Rồi tiếp tục nữa, khi anh em mình bể thì anh em mình để ví dụ như cái cọng thép chỗ này. Cọng thép chỗ này nè anh em. Ha. Cọng thép chỗ này thì chúng ta không nên bể, là chúng ta bể cái kiểu này. Nếu anh em chưa quen bể kiểu này là chỗ đây không có thép giữ nó chớp. Anh em phải bể cái những cái chỗ mà có những cái đoạn thép cong nó sẽ giữ ở bên cái chiều mặt thuận của chúng ta là tính từ trái và phải, thì chúng ta phải bể xuống gì là chúng ta cái đường này nè, cái đường thép này nó sẽ nằm bên phía tay phải của chúng ta, thì chúng ta mới bị cái cây nó xuống bên trái được thì nó sẽ giữ lại. Anh em bị mà ngược lên đây nè, không có cọng thép giữ, anh em bị vẫn đúng, nhưng mà cái cọng thép nó không giữ ở cái chỗ cái thân này, phần thân này trống đi thì lúc này nó sẽ bị chớp, nó bị gãy nha quý anh em. Đó. Và lưu ý là khi chúng ta bị thép thì chúng ta bị dây nhôm, bị thép thì chúng ta nên bị ngày một chút, ví dụ như chúng ta bị là cách khoảng 5 ngày chúng ta đưa xuống một chút, 10 ngày chúng ta đưa xuống một chút nó thành cái độ cong theo ý muốn, chứ không phải chúng ta muốn lần sàn bị tôm ăn liền là chúng ta bị luôn
thì cái đó dành cho những cái nghệ nhân người ta có một cái kinh nghiệm tay nghề nó lớn hơn, cao hơn, người ta làm điều đấy. Còn anh em mình mới tập chơi môn nghệ thuật này, mới tiếp xúc với dòng này thì chúng ta nên từ từ từng bước chúng ta bỉ, sau khi chúng ta nắm vững những cái nguyên lý bỉ tay chi, làm tay chi như thế nào thì bắt đầu chúng ta mới tiến hành chúng ta xử đẹp luôn anh em ha. Như cái này mình cũng làm những nước demo này anh em thấy không? Đó. Anh em nhìn cứ như rồng trắng lên mây ha. Mình mà cũng phải làm demo rồng trắng lên mây như thế này. Đó, thì anh em sẽ hiểu được như thế nào ha. Hai cọng thép vô giữ, bể là bể những cái chiều như thế này, có thép giữ. Bể rất là nhẹ nhàng. Hôm nay chúng ta bị vô tiếp một chút ha. Hôm sau chúng ta bị chút nữa. Độ cong nó sẽ theo ý của chúng ta. Một lần chúng ta bị luôn thì lúc này cái độ da của nó với lại cái sớ gỗ của nó sẽ rất là cứng và nó khô và nó sẽ chóp, nó gãy. Nên là chúng ta phải để cho nó chịu được cái độ cong đó cỡ khoảng 10 ngày, 20 ngày chúng ta tiếp, chúng ta bị tiếp. Anh em ha, những cái cây này, những cái thân rất là lớn, nó to bằng cái ngón tay cái vậy sao bỉ anh em ha. Mình còn phải bỉ từ từ ha. Những cọng thép lớn ba ly rưỡi mình đưa vô, mình bỉ từ từ xuống, nó sẽ đi theo ý của mình. Như cái đây anh em bỉ luôn lần là chóp nè, nó dè lắm, bỉ luôn lần là coi như gãy liền, rớp liền đó. Mình phải đi từ từ anh em, đi từ từ đó, đi từng bước một ha. Bây giờ xuống này bỉ từng bước một nè ha, theo ý của mình đó. Từ từ anh em mình làm, không vội, cỡ đây nó cũng chóp nè ha. Đôi lúc anh em bể cái cây anh em phải lắng nghe, để cái tai mình lắng nghe, mình bể mình nắng từ từ mình nghe nó kêu rớp là mình dừng lại. Chứ bị eo gì mình nghe cái rớp là coi như đi luôn nó gãy, thì mình phải nắng nghe từ từ, giống như xương mà nó kêu rắc nhẹ nhẹ là cũng dừng lại, chúng ta biết là nó cái sớ gỗ nó bị đứt rồi, nhưng mà nó không có bị đứt quá là chúng ta dừng cái chỗ đó, chúng ta không bị nữa và chúng ta để không hôm sau chúng ta bị tiếp. Đấy, chúng tôi sẽ bị nhánh khác. Những cái kinh nghiệm mình chia sẻ về cái cách làm như cái kỹ thuật làm hải châu dành cho anh em không biết mới tập chơi. Và anh em nhu cầu tư vấn giao lưu mua bán liên hệ với Bonsai VN, số điện thoại Zalo 0932411987. Rồi. Cảm ơn quý anh em rất nhiều nha.